Vâng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Vâng, clip tiếp theo của ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022, ngày âm lịch cũng như là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng đã nhận được đơn của những vị khách hàng ngày hôm qua. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh chốt cho 3 vị khách hàng có 3 địa chỉ khác nhau là 2 chiếc đài, trong đó thì có một chiếc đài radio có sóng tới 108. Sản phẩm này thì về trong ngày cuối năm, cửa hàng không thông báo hàng về và chưa kịp thông báo lên kênh thì khách hàng cũng đã chốt. Sản phẩm tiếp theo nữa là một chiếc đầu băng cối tự hành nhỏ xinh. Bên cạnh thì cửa hàng đang phát đây là của hãng Sony TC 3 số 2, còn nguyên thùng hộp. Sản phẩm thì về cũng trong ngày cuối năm. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì trong đợt hàng tới, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh vẫn tiếp tục về những chiếc đầu Sony như thế này để phục vụ cho quý vị và các bạn. Sản phẩm này thì chạy băng 5. Cửa hàng đang test cho quý vị và các bạn nghe đấy ạ. Xin gửi sản phẩm này cho anh Trần Xuân Hải có địa chỉ tại thôn Bột Xuyên, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội. Anh đã chốt một chiếc đầu băng cối tự hành Sony TC 3 số 2. Và vị khách hàng có địa chỉ tại 161 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh. Anh chốt chiếc đài radio Sitanda vừa về trong ngày hôm cuối năm. Và chiếc đó thì hàng e-bay Z100%, sóng tới 108, rất khỏe luôn nhé. Sản phẩm tiếp theo nữa của ngày hôm nay là một vị khách hàng chốt trong buổi sáng ngày hôm nay là một chiếc máy hút ẩm Mitsu. Và trong những ngày cuối năm thì cửa hàng có về được tầm 5 đến 7 chiếc máy hút ẩm Mitsu chân voi. Thì cửa hàng không lên số để thông báo hàng về nữa. Và cũng đã có những vị khách hàng chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Hạnh rồi. Thì tại thời điểm này cửa hàng đang chỉ còn có 5 chiếc nữa của hãng Mitsu chân voi mà thôi. Còn đâu những sản phẩm khác điện 100V thì cửa hàng vẫn sẵn hàng. Bên cửa hàng thì đang có chiếc 6170 và một chiếc 76 này. Một chiếc không lên số ở đây là có dung tích hút cũng là 22,5 lít ạ. Và phía trong gian cuối cùng kia cửa hàng còn một chiếc. Vậy là bên cửa hàng chỉ còn có 5 chiếc Mitsu dòng bãi đã qua sử dụng. Còn bên cửa hàng vẫn có những chiếc máy mới thì chiều hôm nay tiếp tục cập bến với cửa hàng. Cửa hàng sẽ thông báo trên kênh để quý vị và các bạn có thể biết. Và trong ngày hôm qua hôm kia cửa hàng có về được một chiếc đầu băng cối Pioneer. Chiếc đầu đó thì cũng về chính xác là ngày cuối năm. Cửa hàng có thời gian sẽ thông báo trên kênh để quý vị và các bạn có thể biết. Và ở clip này thì cửa hàng sẽ thông báo trên kênh để quý khách hàng có thể biết những sản phẩm gì đã có chủ ạ. Vâng, đây là chiếc đầu băng cối tự hành. Model của sản phẩm là Sony TC 3 số 2. Chiếc này thì có cả series ở trên chiếc thùng và chiếc lắp này. Ngày mai thì chắc chắn là sẽ về được một chiếc nữa, hoặc trong buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục có một chiếc nữa như thế này về. Và các bác có thể nhìn thấy từ thùng hộp của sản phẩm thì nó sẽ có sự khác biệt nhé. Chiếc đầu băng cối tự hành này thì không dễ kiếm tìm đâu, rất hiếm nhưng mà rất hay. Chạy băng năm, các bác có thể nhìn thấy sản phẩm đang sử dụng đây ạ. Xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ ở quốc lộ 1B cũ, tổ Đông, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Anh chốt chiếc máy 26 lít này. Cửa hàng cũng đã test cho khách hàng rồi ạ. Xin gửi chiếc đầu băng cối tự hành cho anh Trần Xuân Hải này. Anh Hải là những vị khách hàng thân quen và anh có chốt thêm một tiếng băng năm. Xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại 161 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh là một chiếc đài này. Một lần đưa tiếng là trọn đời mình dính biết. Cửa hàng sẽ cho nhỏ nhé, còn đâu chiếc này thì để bảo quản thủy sản trên tàu khai thác hải sản xa bờ. Cái công nghệ này nó có rất lép đấy nhé. Thứ nhất là thủy sản sau khi khai thác phân loại rửa, chúng tôi đưa thủy sản xuống công đoạn hạ nhiệt độ thì nó có cái thiết bị hạ nhiệt độ thì đấy. Còn đây là chiếc đầu băng cối tự hành. Lan ơi điệp trọn đời chiêu cô Lan thôi. Vẫn nhớ mai câu hẹn thề
năm cù. Nhưng người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải phụ phàng quên bỏ tình xưa. Cho bên sông xưa vắng bóng một con đò, chú lang heo rủ đau sầu trong tuyệt vọng. Đúng là nét như Soli các bác ạ. Đây là cửa hàng đang để chiều đứng như thế này. Còn đâu thì các bác để chiều nằm ngửa và quay phía mặt trước này ra lòng mình thì các bác để lắp băng. Đấy. Ở đây cũng là chiếc đầu tiên cập đến với cửa hàng Âm Thanh Hạnh. Và những vị khách hàng mà đang quan tâm kênh của cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì trong buổi tối ngày hôm nay cửa hàng tiếp tục về được một chiếc như vậy, cũng còn nguyên thùng. Vậy những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì các bác có thể biết là bên không gian này cửa hàng có rất nhiều những sản phẩm VIP để phục vụ cho quý vị và các bạn. Và cửa hàng cũng xin hứa với quý khách hàng một năm mới 2022, cửa hàng Âm Thanh Hạnh sẽ về những sản phẩm siêu VIP để cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho góc chơi riêng của mình. Và bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc đầu băng cối từ 625, 630, 635D, 646, 747 trơn, 747DBX. Cửa hàng đang đầy đủ luôn ạ. Có cả chiếc tech 7400, rất rất đẹp luôn. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ba vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày hôm qua, cũng là clip của ngày 10 tháng 2 năm 2022. Vâng, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.